Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận những cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo airdrop đến từ cái dự án Platom. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ airdrop để chúng ta cùng nhau ăn chia 95.000 cái token TRX à, chia cho tất cả các bạn cùng tham gia cái kèo airdrop này. Là xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ. À, đầu tiên thì các bạn hãy đăng nhập bằng cái địa chỉ email nếu như bạn lần đầu tiên làm cái nhiệm vụ theo cái kiểu như thế này. À, tiếp theo chúng ta sẽ làm các cái bước à, thứ nhất là chúng ta sẽ roi à, follow Twitter. Các bạn bấm vào đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm xác nhận. Tiếp theo các bạn bấm vào follow ở đây thì các bạn nhấn follow cho mình. Tiếp theo các bạn back lại cho mình. Các bạn đánh vào đây. Rồi nhiệm vụ thứ nhất chúng ta đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai các bạn bấm vào đây. Ở đây thì các bạn hãy kích vào chỗ này cho chúng ta chia sẻ lại cái bài của họ nhé. Các bạn bấm web. Tiếp theo các bạn bấm tim, bấm mũi tên đầu chiều. À, tiếp theo thì các bạn hãy bấm vào đây, chúng ta comment. Và chúng ta tag ba người bạn. Rồi sau đó các bạn bách lại. Ở đây các bạn bấm cho mình một lần nữa. Rồi nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành nhé các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ uh, follow cái medium các bạn bấm vào đây. À, do là cái cái mạng này nó bị chặn nên chút các nên các bạn nếu mà không mở được thì các bạn hãy cài cho mình cái, cái app 111 này các bạn bật lên thì các bạn hãy sau đó các bạn nút lại cái trang này này các bạn sẽ vào được nhé đó rồi sau đó các bạn bấm vào đây như vậy là các bạn đã xong nhé các bạn quay trở lại rồi các bạn bấm continue tiếp theo chúng ta sẽ roi cái telegram các bạn bấm vào đây các bạn bấm join nhé sau đó thì các bạn hãy comment comment vào nhóm rồi sau đó các bạn back lại cho mình các bạn back lại nhé tiếp theo thì các bạn bấm vào cái phần avatar các bạn bấm vào cái phần này các bạn giữ cái bot copy cho mình cái username của cái telegram này sau đó ở đây các bạn dán nó vào đó sau đó các bạn bấm continue như vậy đã xong nhé tiếp theo thì chúng ta bấm vào đây ở à đây thì yêu cầu mình gửi cái ví chôn ví ví TRX thì các bạn có thể lấy ở trên cái ví chốt WeNet hoặc là Metamask đều được nhé trên cái ví chốt này thì các bạn chọn đến cái dòng chôn cho mình đây sau đó thì các bạn bấm nhận tiếp theo các bạn bấm sao chép cho mình cái địa chỉ đó, các bạn quay trở lại cái phần nhiệm vụ các bạn dán nó vào các bạn bấm continue rồi, nhiệm vụ rất đơn giản chỉ có mấy cái nhiệm vụ chính thôi. À, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta để được cộng thêm 3 điểm thì các bạn hãy kích vào đây và chúng ta sẽ sao chép cái liên kết này. Các bạn chia sẻ lên các cái nhóm ai trang mạng xã hội ở đây để à, càng giới thiệu được càng nhiều thì các bạn có nhiều cơ hội trúng vào cái cái đồng token TRX này nhé các bạn. Ok thì cái video chia sẻ cái kèo airdrop để chúng ta cùng nhau ăn chia 95.000 cái token TRX đến đây là kết thúc. À, đây là một cái kẹo cực kỳ là ngon Thì các bạn đừng bỏ qua yeah, Mình xin được dừng cái video tại đây nhé